quả đu đủ xào mấy lá chanh ở ngoài dùng xí mọi người nhá. Tất nhiên mọi người nhá, đu đủ nhá, lá chanh nhá, mình đã phi tỏi thơm lên rồi, bây giờ mình cho đu đủ vào mình xào nhá. Đấy, và hạt lên mọi người nhá, lá chanh nhá, quả đu đủ xào mấy lá chanh ở ngoài dùng xí cũng đã chín rồi nhá. Mình mời tất cả mọi người ăn cùng mình nhá. Đây mọi người này, đấy, mời tất cả mọi người nhá. Ngon, cực kỳ thơm mùi lá chanh mọi người nhá. Cái quả đu đủ, cái quả đu đủ bây giờ nó không có mùi đu đủ nữa mọi người ạ. Nó có mùi lá chanh thôi. Lá chanh mọi người nhá, lá chanh nhá. Quả đu đủ xào mùi lá chanh ở ngoài trong xí mọi người nhá. Và ăn luôn ở tại trong xí mọi người nhá. Ngon.